đang ăn 300 mì 28. Đang bị uống lắm rồi. Chạy lâu ngày á nó sẽ có cái độ khua á anh em, nó sẽ hú, nó cầm cái bánh mình lắc lắc nhìn nó kêu cạch 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 đó, mình làm là mình hết khắc phục hết cái lỗi này luôn ha. Mình thay hết mấy cái mặt đạn này luôn, mặt đạn rế luôn, cái này chạy cũ quá nó hư rồi. Rồi đây mình làm xong rồi lấy mình đi chui lắp xử lý nhiệt đồ hết luôn cho nó im ha. Đây cái gắt 300 mi thì sau khi mình làm lại lắp thay mặt đạn thì mình xử lý nhiệt nè, mình chui cái lắp lại ha cho nó thích hơn, nó không có bị đổ khua. Rồi thay mặt đạn nè, rồi thay cái rế đây luôn, cái mặt đạn rế đây là nó trượt nè đó. Đây đạn này của Nhật hết nha anh em, là tên này của Nhật, made in Japan nè. Rồi mấy bạn đang cũ mình bỏ ra, bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem làm hạn chế khắc phục cái lỗi bị hú lắm. Cái lỗi mà nó hú láp với lại mà anh em mà kiểu quay cái bánh á, nó không có còn tiếng lọc cọc nữa rồi, thấy không? Bình thường anh em chạy thời gian á, lắc ra nó lọc cọc rồi nè, nó như nó có cái đồ chờ vậy đó. Còn mình làm xong rồi nó rất là im rồi, thấy không? Nhẹ nhàng thoải mái, thấy không? Cố tình mình lắc luôn cũng không kêu luôn á. Rồi, giờ này mình có mài cái thắng đĩa. Đĩa để nó mòn quá, mài đĩa luôn. Qua anh em nó xem clip nha. Anh em nhu cầu điện thoại mình á. Bây giờ tiếp tục công việc ủng hộ cho anh em nha. Thác Việt làm nội bộ lọc gió, Winner nội bộ. Vario lít Thái làm máy làm nồi, Bắc Thái 135i. Thác Ý, Thác 350. Isam Mio 125, Thác 300. Đi lăng hết, mà trong đầy cũ mình có làm đầy đủ hết nha.